Văn trò gửi lời chào đến quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình Bí mật bực mí do đài truyền hình SET TV thực hiện. Và chương trình sẽ luôn luôn cập nhật những tin tức nóng hổi có trong tuần và gửi cho quý vị khán giả. Vậy hôm tuần này bí mật bực mí muốn mang đến cho quý vị khán giả một câu chuyện vô cùng thú vị xoay so quanh các ông lớn của ngành công nghệ. Vừa qua, thì tờ Bloomberg đã vừa trích ra một nguồn tin cho cho biết vào năm ngoái 2021, thì đại diện của Instagram đã liên hệ cùng với Justina Sharp, một diễn thanh niên 24 tuổi với tài khoản có hơn 93.000 người theo dõi. Phía Instagram đang yêu cầu cô tổ chức một cuộc họp để thảo luận về cách mà cô ấy có thể mở rộng đối tượng theo dõi của mình. Thực sự ra mà nói, chúng ta nói sâu qua vấn đề người theo dõi trên mạng xã hội, thì hiện giờ được biết Instagram, Facebook, TikTok Snapchat là một trong những mạng ứng dụng xã hội được giới trẻ quan tâm rất là nhiều, không chỉ có tại Mỹ mà toàn nơi trên thế giới. Ngay cả Trung Quốc cũng có một số những cái nền tảng bị cấm, tuy nhiên các người dân Trung Quốc vẫn có cách để mà sử dụng Instagram bình thường và Instagram là một trong những cái gọi là chìa khóa để mà họ có thể kết nối cùng với thế giới chứ không phải là Facebook. Và có lẽ như mà điều này cho nên là vừa qua thì Mark Zuckerberg cũng đã mua lại hoàn toàn quyền sở hữu của Instagram. Cho nên phía của Instagram hiện giờ phải nói là một trong những tài nguyên vô cùng lớn đối với rất nhiều các bạn trẻ hiện giờ khi mà bắt đầu dấn thân vào con đường làm influencer, là một người nổi tiếng trên mạng xã hội. Và hiện giờ thì shop đã suy nghĩ rằng một trong những người 24 tuổi có trải nghiệm về Instagram thì cô suy nghĩ là thật kỳ lạ khi mà nghe những lời viết đó và biết rằng là tốt hơn hết là nói không. Bởi vì cô ấy nói là cuộc trò chuyện cảm giác giống như là các vị thần Facebook đến từ thiên đàng vậy. Cô chia sẻ họ đã nói chuyện với tôi đúng nửa giờ bởi cách mà họ làm việc chính xác và hợp lý như thế nào. Họ đã cho tôi tất cả những mẹo chung chung mà bất kỳ ai trên mạng xã hội trong 5 giây đều có thể biết cách mà thực hiện được. Và cách sử dụng hashtag bắt đầu bằng nút pau, thời gian đăng bài trong ngày một số đại loại như vậy. Chung chung là như vậy cho nên hiện giờ người ta chỉ trích Facebook rất là nhiều tại sao cứ hay ăn theo những cái nền tảng mạng xã hội như là Snapchat, Instagram, YouTube, thậm chí là TikTok. Và sau đó, đối với cuộc trò chuyện này thì Shop đang nhận được một nhiệm nội dung vô cùng quan trọng nhất. Đó là nhân viên Facebook cho biết là Shop đã thành sẽ thành công nhất nếu như mà mọi thứ cô ấy đăng lên Instagram đều là bản gốc. Và đột nhiên mục đích của cuộc tiếp cận trở nên rõ ràng hơn là ồ, thì ra là bạn không muốn tôi đăng các video trên TikTok. Và Shop nhận ra một vấn đề là họ muốn cô đăng ở trên Reels. Chúng ta chia sẻ một chút xíu về nền tảng Reels ở trên mạng xã hội Instagram hoặc là Facebook như sau Thì Reels là một trong những ứng dụng mà có thể quay video từ 15 cho đến 60 giây Và trong những video này chúng ta có thể hoàn toàn chia sẻ những cái video, những cái thông điệp Trong vòng 60 giây hoặc là thậm chí trong vòng 15, 30 giây, 20 giây vân vân Nhưng nền tảng như thế này, những cái công cuộc mà Reels như thế này thì trước đó TikTok là một những nền tảng dẫn đầu xu hướng như vậy rồi trên TikTok trước đó là Douyin tại Trung Quốc thì một trong những mạng xã hội mà khiến cho người dân các giới trẻ sử dụng nhiều nhất phải nói là Dayin thì những mạng xã hội này có nhu có thể live ở trên đó trực tuyến thậm chí là quay video trên đó 2 phút 3 phút nhưng mà nhiều nhất là chỉ có một phút mà thôi ngắn gọn nhất có thể để mà mọi người có thể hiểu được nội dung cho nên sau đó khi mà đưa ra thị trường quốc tế thì rất nhiều các ông lớn nổi tiếng như là Microsoft, Walmart hoặc thậm chí là Facebook cũng có đều ngợi ý mua lại TikTok đến từ phía của Dayin nhưng TikTok hiện giờ đang có một sở hữu một lượng fan vô cùng lớn với hàng triệu người trên thế giới sử dụng và đó là hàng tỷ người. Bởi vì mỗi một video thì chúng ta có thể nhận được tiền. Nếu mà ở Mỹ còn nếu như ở quốc gia khác thì chúng ta có thể nhận được tiền quảng cáo thay vì là nhận tiền đến từ phía của TikTok. Cho nên sau này khi mà Reels bắt đầu đưa ra công cụ này trên mà nền tảng Instagram hoặc là Facebook thì các bạn trẻ bắt đầu lấy những cái video từ TikTok của mình đăng ngược lại trên Reels cũng giống như là đăng ngược lại trên Instagram. Nhưng mà có lẽ video này mà khiến cho ông lớn Mark Zuckerberg không vui vẻ khi mà tự nhiên ông lại trở thành một nơi đăng tải dùm quảng cáo dùm cho TikTok thay vì là đăng tải những video chính gốc đến từ phía của người dùng. Và được biết ra Reels là một trong những video ngắn có thể ảnh hưởng New Shop coi là một phiên bản sao chép nhỏ hơn của TikTok. Chủ sở Instagram và Facebook đã đổi tên thành Meta Platforms Incorporation vào mùa thu vừa qua. Và cần những người dùng đăng tải những video trên Reels để mà thu hút những người trẻ đến với ứng dụng và mở rộng đến Facebook nhiều hơn. Trước đó thì Reels chỉ có trên Instagram thôi nhưng mà bây giờ thì Instagram và Facebook có thể kết nối với nhau. Cho nên chúng ta có thể xem Reels trực tiếp ở trên Instagram hoặc là Facebook và số lượng người dùng mạng xã hội chính không thay đổi khiến cho các nhà đầu tư vô cùng lo lắng lật cổ phiếu đã công ty giảm đến 47% kể từ đầu năm 2022 vừa qua. Chiến lược của CEO Mark Zuckerberg nhằm đảo ngược tình thế hiện tại gần như là tập trung hoàn toàn cho việc sao chép TikTok. Bên cạnh đó thì anh cũng tăng cường sự ủng hộ các nhà đầu tư đối với việc đặt cược dài hạn trên một thực tế ảo metaverse. Hơn 14 năm vừa qua, thì kể từ khi phát minh ra Newsfeed là một trong những cái mà chúng ta cập nhật thông tin ở trên trang thông tin chính thức của Facebook, thì Facebook đã trở nên cực kỳ giỏi một thứ hiển thị cho mọi người những gì mà họ chắc chắn muốn xem dựa trên hành vi trong quá khứ và hoạt động trực tuyến của họ. Facebook xếp hạng bạn bè của bạn dựa trên mức độ tương tác và họ sắp xếp các bài đăng của mình sao cho phù hợp. Và nếu như mà chúng ta đang tìm kiếm các video giải trí trên bánh trên Instagram hiển thị hiển nhiên thì chắc chắn sẽ thấy nhiều hơn trên Facebook hoặc là Instagram vào những lần chúng ta lướt tiếp theo. Và có thể như vì lý do này mà kết quả thì một loại thuật toán và một doanh nghiệp quảng cáo giá trị 116 tỷ USD. Nhược điểm đây đó chính là mọi người cảm thấy vô cùng nhàm chán nếu mà cứ nhắc đi nhắc lại cái nội dung mà chúng ta đã xem trong quá khứ. Và TikTok hiện giờ thì mang đến một thuật toán ma thuật vượt xa hơn thế giới Giới thiệu cho mọi người những thứ mà họ không hề biết rằng họ sẽ được giải trí trên đó Ví dụ như chúng ta đem xem một cái đoạn clip giới thiệu về một cái nhà hàng Chúng ta xem xong chúng ta thấy bình thường không có gì hết Lướt qua sẽ có một cái câu chuyện khác về cái nhà hàng đó nhưng mà với một cái ánh nhìn của một người review khác và dần 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 thì một số các bạn trẻ bắt đầu lên tiktok review nhiều hơn bắt đầu làm những cái nghề blogger trên tiktok trở thành một tiktoker nhiều hơn là trên youtube thậm chí là trên facebook thay vì là phải sử dụng một cái nền tảng quá phiền phức như là facebook instagram hay là youtube thì tiktok chỉ có đăng video mà thôi rất là tiện lợi để mà chúng ta nhanh chóng nổi tiếng chỉ cần một video mà go viral trên mạng xã hội chắc chắn là in tiktok của chúng ta sẽ được nhiều người biết đến nhiều hơn thì tiền quảng cáo cũng sẽ ngày một tăng và hiện giờ thì việc mà đạt hiệu quả tương tự đã trở thành ưu tiên hàng đầu của Mark Zuckerberg. Cho biết trong cuộc hội thảo kết quả gần đây thì ông cho biết là tôi nghĩ về hệ thống AI mà chúng tôi đang xây dựng không chỉ là một thứ đề xuất cho video dạng ngắn mà còn là một công cụ khám phá cho các bạn thấy tất cả các nội dung thú vị nhất mà mọi người đã chia sẻ trên hệ thống của chúng tôi. Và dĩ nhiên một công ty lớn như là Meta với 3.6 tỷ người dùng trên Instagram thì reel xuất hiện trong mọi nguồn cung cấp dữ liệu của người dùng Instagram và khi ai đó nhấp vào Reels thì họ sẽ đột nhiên ở chế độ thẻ toàn màn hình và nơi vuốt lên một cái chúng ta sẽ có một cái video tiếp theo một cái Reels khác. Như vậy thì giống hoàn toàn sao chép với TikTok rồi, chúng ta lên một cái là có một cái video, kéo lên cái là có cái video tiếp theo. Và nhiều người cho rằng là Instagram đang có kế hoạch tiến xa hơn, thử nghiệm khi mà mở ứng dụng đối với nhóm độc giả huyết mạch của Facebook là nhóm thanh niên, đây là một trong những sự khởi đầu vô cùng lớn. Instagram đã trở thành mạng sử dụng mạng xã hội với nhiều thế hệ yêu thích nhờ thế mạnh là tính năng chụp ảnh và phong cách sống đầy cảm hứng. Và bây giờ công ty đang tiếp tích, tích cực hủy hoại luôn thanh danh đó với danh nghĩa là đánh bại TikTok bằng cách sử dụng rules và dù kết quả như thế nào vẫn không được mong đợi, không có được gọi là kết quả như mong muốn đến từ phía của Mark Zuckerberg. Được biết bây giờ TikTok thì thuộc sở hữu của ByteDance với ứng dụng tải xuống nhiều nhất trên thế giới bắt đầu từ năm 2020 thì người Mỹ đã dành nhiều thời gian trên TikTok hơn so với Facebook hoặc là Instagram và năm nay ứng dụng này đã vượt xa dự kiến qua cả YouTube. TikTok từ chối mọi bình luận về sự cạnh tranh đối với views, thay vào đó là gửi thông tin chi tiết về chương trình thanh toán cho người sáng tạo dành riêng cho bản thân của mình. Tức nghĩa là khi chúng ta sáng tạo nội dung ở trên nền tảng TikTok thì chúng ta có thể được trả tiền bắt đầu thanh toán. Và điều này nó vượt xa luôn cả YouTube trong năm 2022 vừa qua. Các giám đốc điều hành của Instagram nhận định rằng TikTok không chỉ là dạng định dạng video mà họ cũng muốn sao chép luôn văn hóa của người sáng tạo và một số thứ khác giúp cho các nhà sản xuất video dễ dàng nhận được tiền nhiều hơn. Theo phía của ông Azad Awan, người phụ trách kiếm tiền tính năng này cho biết, thì một trong những điều quan trọng nhất đối với chúng tôi khi mà làm Red Reels là chương trình khuyến khích tiền thưởng. Bạn được mời tham gia chương trình và bạn chương trình này và khi tạo ra Reels của mình và có nhiều người xem chương trình đó thì bạn sẽ nhận được ưu đãi. Cũng không khác gì mấy so với YouTube cũng giống như là TikTok hiện giờ chúng ta làm video, chúng ta bắt đầu có thêm nhiều sự chú ý nhiều hơn, video được nhiều người xem thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được tiền thưởng hoặc là tiền hoa hồng đến từ phía của Instagram. Và trước khi mà đến với những thông tin tiếp theo, xoay canh các ông lớn Instagram, Facebook và TikTok hiện giờ có sự cạnh tranh như thế nào, thì Ngọc Ánh sẽ tạm thời nghỉ lao cho phần thông tin thương mại nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị sau ít phút nữa. Bánh sẽ là cấm quý vị khán giả vẫn giữ làn sóng với chương trình bí mật Bật mí cùng với chương trình ngày hôm nay với chủ đề rằng là xoay quanh Facebook, TikTok và Instagram thì cứ copy với nhau mãi như vậy, cứ sao chép với nhau mãi như vậy thì liệu người dùng có cảm nhận như thế nào? Thì vừa qua nhân chứng và là người trải nghiệm cô gái tên shop người bắt đầu các video trong thời gian đại dịch làm giờ đây tự coi tự coi mình là người ảnh hưởng trên TikTok thì cô chia sẻ như sau. Tôi kiếm được tiền nhiều hơn trên TikTok, tôi có lượng khán giả lớn hơn trên TikTok. Và với cách là người sáng tạo nội dung, tôi thích TikTok hơn mặc dù là tôi đã tham gia Instagram từ năm tôi 13 tuổi. Và cô nói shop cho thấy là cô rất là trung, cô ít trung thành với Instagram và thậm chí là ít hơn đối với Reels. Và cô nói TikTok là một nơi minh bạch, bạn không cần thực hiện bất kỳ công việc nào để mà cải thiện phiên bản của họ. Và như vậy, những gã, những gã gọi phải nói là công nghệ khổng lồ đều đồng tin rằng Video 15 giây là tương lai của ngành giải trí. Chúng ta không còn xem những video 10 phút, 15, 20 phút nữa mà chúng ta chuyển sang xem những cái video nào 15 20 giây thôi, nhanh gọn lẹ đỡ tốn thời gian. Và YouTube cũng có bản sao chép riêng được gọi là Shorts và Snapchat thì có gọi là Spotlight. Sự cạnh tranh để tìm kiếm những người sáng tạo nội dung của hai nền tảng này bằng cách là thưởng thức chương trình riêng của họ thì cũng có phiên bản Reels trên ứng dụng gốc của Facebook bây giờ. Vậy thì Reels là một trong những động thái phòng thủ của uh, Facebook và Instagram. Nhưng Mark Zuckerberg cũng đã có chơi tấn công nhiều hơn khi mà anh ấy đã dành nhiều thời gian để cập nhật quyền sở hữu của Trung Quốc. Của nền tảng TikTok và ngụ ý rằng nền tảng có thể đe dọa đến quyền riêng tư và quyền tự do ngôn luận của người dùng. Nhiều khán giả đặt người câu hỏi lại, vậy thì so với Facebook thì sao? Những năm trước thì Facebook cũng có những thông tin và thậm chí là đưa ra những cáo buộc cho là họ đã ăn cắp thông tin của người dùng mạng Facebook và bán đi cho các doanh nghiệp nước ngoài và năm nay tờ bưu điện Washington đưa tin rằng là Meda đã trả tiền cho công ty tư vấn Target Victory của đảng Cộng hòa để đánh TikTok thông qua các nền tảng như là Co Apps và thư gửi đến các tờ báo trên khắp thế giới gọi TikTok là mối đe dọa đối với sức khỏe và của những người trẻ và đó là một trường lập luận vô cùng khủng khiếp nếu như bạn điều hành Instagram trước đó thì tỷ phú Elon Musk đã nói rằng là nếu như mà ông có tiền thì ông cũng có thể mua luôn cả TikTok và sau đó ông phá hủy nó đi. Cho nên vì có lẽ điều này mà rất là nhiều ông lớn không hài lòng mấy về Tiktok chăng? Và dĩ nhiên, đối với một công ty lớn như là Meta với tổng số trị giá người dùng là 3.6 tỷ người dùng trên Instagram, Facebook và WhatsApp thì có rất nhiều cách để mà thúc đẩy tính năng cho người dùng. Nhưng khi mà Reel xuất hiện thì có vẻ như là đang mang lại một đi ngược lại những gì mà họ mong đợi nhiều hơn là những gì Tiktok đã làm được. Và hiện giờ thì một trong những điều mà đang khiến cho khán giả quan ngại là nếu như mà cứ tiếp tục theo dõi kéo dài như vậy thì liệu Reels có giành chiến thắng hay không? Và các nhà quảng cáo có thể hứng thú với các trải nghiệm khi bị cắt giảm do áp lực chuỗi cung ứng và lạm phát xung đột ở Ukraine tại thời điểm này hay không? Cho nên việc mà chúng ta đầu tư vào Facebook, vào TikTok và vào Instagram đang là một câu hỏi vô cùng đau đầu đối với các nhà đầu tư lớn trong ngành công nghệ. Nhưng mà thôi, Hiện giờ thì ứng dụng Instagram, Facebook và TikTok vẫn là một trong những ứng dụng mà người dùng phải tải về hàng đầu mỗi ngày. Khi chúng ta mua điện thoại mới, điều chúng ta nghĩ ngay là phải đào TikTok về, phải đào Facebook về, phải đào Instagram về để mà mỗi ngày cập nhật thông tin xem ở trên đó. Không phủ nhận, Facebook là một trong những trang mạng thông tin có thể đưa ra những thông tin cập nhật live trực tiếp trực tuyến luôn ở trên mạng xã hội để mà chúng ta có thể truyền tải thông tin một cách thiết thực nhất nhưng cũng không tránh khỏi những vấn nạn xoay quanh là fake news tức là tin tức giả mạo tin đồn thất thiệt còn tiktok là một trang giải trí cho nên hai nền tảng này thì nó hơi khác nhau một chút xíu facebook thì nó rộng hơn bây giờ thì nó cập nhật luôn cả reels giống như tiktok vậy thì nhưng mà người ta lại muốn xem ở trên tiktok thì người ta muốn xem video nhiều hơn thì người ta muốn đọc hơn là đọc news cho nên hiện giờ tiktok vẫn là ưu tiên hàng đầu của giới trẻ nhưng mà chúng ta cũng không biết được đường dài mới biết người hay để xem xem mà TikTok hay là Facebook sẽ đánh bại nhau trên thương trường nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào tạm biệt với Facebook, TikTok, Mark Zuckerberg. Chúng ta quay trở lại với một thông tin tiếp theo. Thông tin này đang khiến cho nhiều người Việt Nam đang rất là phẫn nộ về việc nghệ sĩ phát ngôn không thiếu hiểu biết hoặc thậm chí là phát ngôn sai lệch hoàn toàn với đạo đức. Trái với luân thường đạo lý thì liệu xin lỗi là xong hay sao? Hay là tiếp tục dùng túng cho họ như vậy? Những ngày vừa qua thì một trong những câu chuyện mà đang khiến cho khán giả phải sôi sụp lên đó chính là đoạn clip của nữ diễn viên Cao Thái Hà đứng trước làn sóng chỉ trích vì phát ngôn vô cùng hồn nhiên, tình cảm cùng với cha ruột của mình. Cô đã chia sẻ như sau, tới ngày mà ba Hà sắp mất thì Hà đã cầm tay ba và Hà nói rằng là ba ơi, có lẽ là kiếp trước con với ba là người yêu, mà chắc là cũng yêu dữ lắm, yêu cũng chết đi sống lại, tự tử lên tự tử xuống, cho nên kiếp này ba con mà mới yêu thương nhau như vậy. Nên là kiếp sau mình tiếp tục yêu nhau nữa, Và con mong rằng kiếp sau mình đừng làm ba con nữa, làm vợ chồng đi, để tình yêu nó thăng hoa hơn. Và vì phát ngôn của Cao Thái Hà đã gây tranh cãi vô cùng dữ dội, về phần lớn là chỉ trích nữ diễn viên khi mà dùng từ ngữ không phù hợp và dễ gây suy nghĩ về lệch lạc và tình phụ tử. Hậu quả là phát ngôn không chỉ khiến Khao Thái Hà bị công chúng phản đối công khai đến mức gây gắt, thì hình ảnh của cô gắn liền với một điều gì đó vô cùng lệch lạc và trái với luân thường đạo lý và có thể gây ảnh hưởng đến một bộ phận khán giả làm dấy lên mối lo trong những vấn đề về suy đồi đạo đức. Trước đó một câu nói mà khiến cho khán giả tranh cãi vô cùng dữ dội đó chính là con gái là người tình kiếp trước của ba. Và vừa qua thì ông vua cá coi Thắng Ngô cũng đã đăng tải một thông tin như vậy khi mà ông nói về người vợ tiếp theo, người vợ mới nhất của mình Hà Thanh Xuân. Ông chia sẻ là con gái là người tình kiếp trước. Và vì lý do này mà đang khiến cho rất là nhiều người nghĩ rằng là thôi hai người hợp nhau quá sẽ không đến với nhau luôn đi Bởi vì những phát ngôn vô cùng lệch lạc và có thể gây ảnh hưởng đến xã hội một cách cực đoan và làm suy đồi đạo đức như vậy Vậy thì nghệ sĩ, nếu như mà trước đó như là Sơn Tùng MTP đưa ra một cái MV There's No One At All với rất là nhiều những thông điệp, có thể nó là một thông điệp mà họ muốn nhắm tới là những đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng mà khi truyền tải thông điệp thì truyền tải sai ý, sai thời điểm thành ra là trở thành một những điều tiêu cực đối với mạng xã hội là dẫn đến các bạn trẻ sẽ có thể học theo để mà tự tử. Còn Cao Thái Hà thì là một những nữ diễn viên rất là nổi tiếng tại Việt Nam thì cô lại sử dụng những từ ngữ vô cùng ngộn nhiên và ngây thơ để nói về ba của mình như vậy thì đây là một những điều vô cùng lệch lạc. Và điều này hiện giờ vẫn đang khiến cho rất là nhiều giới trẻ cảm thấy đau đầu và không biết rằng là họ có nên tiếp tục tin tưởng vào các nghệ sĩ Việt Nam nữa hay không. Nhưng mà thôi, hy vọng rằng trong thời gian sắp tới chúng ta có những dự án nào, chúng ta có những phát ngôn nào, chúng ta hãy cẩn thận và đặc biệt phải suy xét lại khi chúng ta đưa ra trước báo chí truyền thông bởi vì những phát ngôn của chúng ta sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đối với mạng xã hội, đối với giới trẻ nói riêng và đặc biệt là đối với người Việt Nam nói chung. Và nếu như vậy, nếu chúng ta nói sai, chúng ta có quyền nói lại, không ai cấm hết. Nhưng nói sai quá, này sai quá đà, cho nên là khiến cho nhiều khán giả cảm thấy vô cùng phẫn nộ về sự lệch lạc về cái cách mà chúng ta suy nghĩ về tình yêu thương gia đình như thế này. Hy vọng rằng là diễn viên sẽ rút kinh nghiệm trong những lần sau nhé. Và chương trình bí mật bật mí ngày hôm nay đến đây cũng xin phép được tạm dừng. Thì mọi chi tiết thắc mắc quý vị cũng có thể gửi qua. dạ. Và chương trình bí mật bật mí ngày hôm nay đến đây cũng xin phép được tạm dừng. Thì mọi chi tiết thắc mắc quý vị cũng có thể gửi qua hộp mail của chương trình đó chính là bí mật bật mí set com và hy vọng rằng là quý vị khán giả sẽ luôn yêu thương và ủng hộ chương trình. Ngọc Ánh xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn lại quý vị trong những chương trình kỳ tới nhé.